Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Ê-phê-sô, đoạn 2 từ câu 11 tới câu 18. Vậy anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa. Ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm lại một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch và phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các nguyệt điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể và làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Amen. Xin mời Hội Thánh ăn. Xin mời một sự. Hội Thánh, chúng ta đang học với nhau trong sách Ê-phê-sô. Quý vị nhớ chúng ta học mấy lần rồi không ạ? Chúng ta quên rồi phải không? Chúng ta học 5 lần rồi, lần là lần thứ 6. Và chúng ta hôm nay đi đến Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 11 đến câu 18. Lẽ ra đó thì chúng ta sẽ phải đọc tiếp luôn, tại vì nó nằm ở trong cái văn mạch cho đến câu thứ 22. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ rất là dài. Và chính vì vậy tôi ngắt ra một cái phần đầu để chúng ta suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay với cái chủ đề là sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Quý vị thấy rằng cái chủ đề này nó được lặp đi lặp lại liên tục trong sách Ê-phê-sô. Và đây là cái chủ đề chính của sách Ê-phê-sô, nói về sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Và sáng hôm nay chúng ta nói về một trong những điều mầu nhiệm của Đấng Christ, đó là Chúa phá đổ các bức tường ngăn cách. Và cái câu gốc mà chúng ta đọc với nhau ở trong đoạn 2 câu 15b đến câu 16 đó, như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới ở trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta học Kinh Thánh với nhau. Lạy Chúa, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con đến với một phân đoạn Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô chương thứ 2 từ câu 11 đến câu 18. Chúng con học biết với nhau về sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng tâm trí hữu hạn của chúng con không thể hiểu hết được lời của Ngài. Và chính vì vậy Chúa cũng nói với chúng con rằng chẳng một người nào có thể lấy ý riêng mình mà giải thích Kinh Thánh được. Giờ này chúng con xin Chúa Thánh Linh Ngài đến và Ngài hướng dẫn cho lòng và trong tâm trí chúng con, để rồi người nói người nghe tất cả đầy dạy sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, lòng chúng con đến với lời của Ngài. Xin ban cho chúng con tấm lòng, tâm trí của sự mềm mại học hỏi, mỗi một người giữ tất cả chúng con khi chúng con đối diện với lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Cái đồ thánh, nhiều khi tôi suy nghĩ cho vui thôi. Tôi nghĩ là mỗi chúng ta, người nào cũng có một cái nghề hết phải không? Mỗi người có một cái nghề. Nhưng mà có một cái nghề mà tất cả chúng ta làm đều giỏi á, là cái nghề xây dựng. Tức là người nào cũng giỏi nghề xây dựng hết, đặc biệt là xây tường. Phải không ạ? Chúng ta rất là giỏi về việc xây tường. Và mọi người trong chúng ta nhiều khi mình xây cái tường xung quanh mình á, phải không? Giống như cái lô cốt vậy phải không? Mình chui vào trong đó cho nó an toàn. Rồi mình xây những cái bức tường trong gia đình của mình giống như cái lô cốt vậy đó. Mình chẳng cần biết cái người hàng xóm với mình là ai hết trơn đó. Và mình hội thánh mình cũng xây một cái bức tường giống như cái lô cốt vậy đó, phải không? Mình chống ma quỷ mà mình cũng chống anh em luôn. Mình chui vô cái lô cốt nhà thờ xong là không có ai đụng với mình được hết trơn đó. Rồi mình rộng ra mình thấy mọi quốc gia, mọi xã hội, tất cả đều có những bức tường được dựng nên. Và tôi suy nghĩ rằng mọi người trong chúng ta rất giỏi trong cái công việc xây dựng, trong cái việc xây tường này. Và sáng hôm nay chúng ta thấy rằng chỉ có một điều có thể làm được để phá đổ tất cả những điều đó thôi. Đó là sự mầu nhiệm ở trong Đấng Christ. Đầu tiên chúng ta suy nghĩ với nhau, khi nào thì con người bắt đầu chia rẽ, khi nào thì con người bắt đầu dựng nên những cái bức tường xung quanh mình? Khi nào? Bắt đầu khi nào con người chia rẽ và dựng nên những bức tường xung quanh mình? Sau khi nước lụt, phải không? Sau khi nước lụt con người đã chia rẽ chưa? Sau khi nước lụt con người đã chia rẽ chưa?
Thật ra đó thì cái câu trả lời mình thấy rằng sau khi nước luộc và bắt đầu đến sáng thế ký đoạn 9 á, khi mà con người bắt đầu xây dựng tháp Ba Bên á, thì cái sự chia rẽ các dân tộc bắt đầu hình thành. Chúng ta đọc sáng thế ký đoạn 9, chúng ta sẽ thấy là tại đó người ta hiệp lại để xây một cái tháp, người ta gọi là tháp Ba Bên. Và khi người ta xây cái tháp đó, người ta nói rằng để cho danh của họ sẽ được tồn tại. Phải không? Người ta kỳ vọng vào cái tháp đó. Tôi không biết cái tháp đó nó có lớn không. Tôi không biết là cái thời bây giờ người ta xây cái tháp cao bao nhiêu mà người ta ngon lành, người ta dám nói rằng là danh người ta sẽ nêu suốt đời. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều rằng là Đức Chúa Trời phải giáng xuống để nhìn thấy điều đó. Ồ, có lẽ đó là một cái từ ngữ trong Kinh Thánh thôi, nhưng mà tôi đọc tôi thấy cũng vui. Tại vì nếu mà nó thiệt là cao ấy, chắc Chúa nhìn Chúa thấy rồi, phải không? Chúa đâu cần phải giáng xuống, chắc nó đâu thấp lè tè ở dưới, thành ra Chúa mới giáng xuống. Nhưng mà con người mình nó thì luôn luôn nghĩ rằng mình giỏi, xây dựng một cái tháp Ba Bên và nghĩ rằng danh mình sẽ được nêu lên đến tận trời. Và rồi chúng ta thấy một điều rằng là ở tại đó đó, Đức Chúa Trời không còn là trung tâm của con người nữa. Ở tại đó sự kiêu ngạo là trung tâm, cái công trình của họ là trung tâm, hay nói một cách khác, chính con người trở thành cái trung tâm cho mình. Và chúng ta nhận ra một điều rằng bất cứ một cộng đồng nào, kể cả cộng đồng đức tin luôn, mà đánh mất trọng tâm là chính Đức Chúa Trời, thì cái cộng đồng đó chắc chắn sẽ chia rẽ, sẽ tạo ra những cái bức tường rào cản xung quanh mình và chia rẽ những người xung quanh mình. Chúng ta thấy ngay cả trong lịch sử của giáo hội đã có những thời kỳ rất là đen tối. Bởi vì sao? Bởi vì giáo hội của Chúa không còn lấy Chúa là trọng tâm nữa, mà giáo hội lấy giáo hội làm trọng tâm. Và chính bởi cớ đó mà có những cái thời kỳ giáo hội đẻ ra vô số những luật lệ. Và tất cả những luật lệ đó để làm gì? Không nhằm để tôn vinh Chúa, chỉ để củng cố cái thế lực của giáo hội. Và họ tạo ra những cái bức tường ngăn chia giữa giáo hội với những người xung quanh mình. Họ đánh mất cái chức năng mà Chúa muốn nơi hội thánh của Chúa. Thành ra bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, bất cứ trong một cộng đồng nào, kể cả hội thánh của Chúa, mà Đức Chúa Trời không còn là trọng tâm nữa, khi đó chắc chắn chúng ta sẽ chia rẽ nhau, tạo nên những cái rào cản xung quanh mình. Và trong cái bối cảnh của thế giới như vậy, nhân loại như vậy, thì Đức Chúa Trời chọn Abraham để thành lập một dân tộc. Cái mục đích Đức Chúa Trời chọn Abraham để thành lập một dân tộc để là gì? Không phải là Chúa muốn biệt cái dân tộc đó ra để nó xa cách với tất cả những dân tộc khác. Nhưng mà bởi việc chọn Abraham và hình thành dân Israel, Chúa muốn bày tỏ cái chương trình cứu rỗi của Ngài. Và có một cái lời hứa rõ ràng ở trong Sáng Ký đoạn 12 câu 1 câu 3 là Chúa sẽ ban phước cho nhân loại qua Abraham và qua dòng dõi của Ngài. Chúa hứa như vậy. Chúa lập một cái dân tộc biệt riêng ra để Chúa bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài. Người ta đuôi mù về phương diện thuộc linh, người ta không nhìn thấy chương trình cứu rỗi của Chúa. Chúa phải dùng một dân tộc để bày tỏ chương trình cứu rỗi đó. Và Chúa muốn cái dân tộc đó nó sẽ đem cái phước hạnh tuôn đổ trên toàn thể nhân loại. Nhưng chúng ta thấy rằng trong chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta thấy thật là đáng tiếc một điều, người Do Thái họ quên cái trách nhiệm của mình. Họ không biết rằng mình được chọn để bày tỏ chương trình cứu rỗi của Chúa. Họ quên rằng mình được chọn để bởi đó đổ phước của Chúa xuống cho nhân loại. Nhưng mà họ lại làm một cái điều ngược lại, đó là họ trở nên kiêu ngạo. Và rồi họ lập ra những cái bức tường tôn giáo, xã hội, chủng tộc để họ phân rẽ họ với tất cả những cái dân tộc khác. Và chúng ta thấy rằng người Do Thái họ kiêu ngạo. Họ nói rằng trên thế giới này chỉ có hai loại thôi. Một là họ, hai là dân ngoại. Một là họ, hai là dân ngoại. Và họ là nội, còn bên kia là ngoại. Ở đây không có muốn nói là bên ngoại, bên nội ha. Không phải giống Việt Nam mình, nhưng mà họ là nội, họ là ở trong. Còn mấy người mà không phải người Do Thái là bên ngoài hết. Bên ngoài Đức Chúa Trời, bên ngoài sự cứu rỗi, bên ngoài hết. Và chúng ta thấy cái tinh thần của người Do Thái đó là họ giành lấy Đức Chúa Trời và họ giành lấy cái sự cứu rỗi cho riêng mình thôi. Chỉ có dòng dõi Abraham mới được cứu. Tất cả những dòng dõi khác bỏ hết trơn. Và từ đó đó nó dẫn đến một cái suy nghĩ ghét bỏ các dân tộc khác. Quý vị biết người Do Thái á, tôi đọc tôi thấy nhiều chuyện rất là buồn cười. Một anh thanh niên Do Thái mà cưới một cái người, một cô gái mà không phải người Do Thái, thì người ta làm lễ gì? Hai người cưới nhau lập vợ chồng thì làm lễ gì? Lễ cưới mà không? Người Do Thái không làm lễ cưới. Khi một thanh niên Do Thái cưới một người con gái không phải người Do Thái thì gia đình làm lễ tang. Lễ tang cho anh chàng đó coi như là mày chết rồi, gia đình không nhận mày nữa, cho mày chết luôn, chôn mày luôn. Và ngược lại, cái cô nào mà lỡ mà yêu một cái người nam mà không phải người Do Thái mà cưới người đó đó là gia đình không có làm lễ cưới đâu, mà làm lễ tang, tuyên bố người đó chết, gia đình không quan hệ với người này nữa. Họ căng thẳng đến như vậy.
Và quý vị biết rằng trong luật của người Do Thái đó, khi mà họ đi dọc đường họ gặp một cái người phụ nữ mà không phải người Do Thái, phụ nữ ngoại bang á, mà đang đau đẻ đó, thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ bỏ họ đi luôn. Bởi vì á, họ nói rằng là giúp đỡ một người phụ nữ ngoại bang lúc sinh đẻ là trái với luật pháp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như vậy thì người đó đã giúp đem thêm một kẻ ngoại bang vào trong cuộc đời này. Cái bà nó bà sắp đẻ mà bà đẻ ra cái gì? Bà đẻ ra một đứa ngoại bang, mà mình giúp cho bà đẻ ra là mình đem thêm một người ngoại bang vào trong cuộc đời này, thành ra thôi cho hai mẹ con chết luôn. Người Do Thái cho rằng giúp một người phụ nữ ngoại bang đang lúc đau đẻ đó là trái với luật pháp. Họ kinh khủng như vậy. Rồi quý vị biết một cái điều nữa là cái đền thờ Jerusalem phải không? Nó có cái khu vực chí thánh phải không? Rồi nó có cái khu vực thánh, rồi nó có cái khu vực cho những người đàn ông, nó có khu vực cho những người phụ nữ. Và cái khu vực đó nó theo những cái bậc tam cấp, nó cứ xuống từng bậc tam cấp, nó cứ xuống từng bậc tam cấp. Và đến cái bậc tam cấp cuối cùng á thì nó có một cái bức tường. Và bên ngoài cái bức tường đó là người ngoại bang muốn tới thờ phượng Đức Chúa Trời phải đứng bên ngoài cái bức tường đó. Họ không được bước qua bức tường đó. Và cái bức tường đó có một cái bảng, trong cái thời của Chúa Giêsu đó có một cái bảng in bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Nếu những người ngoại bang bước qua cái tường này thì sẽ bị giết. Họ sẽ bị chết. Và tất cả những điều đó để cho chúng ta thấy rằng là người Do Thái thay vì làm trọn cái trách nhiệm của mình là một dân tộc bày tỏ tình thương, bày tỏ sự cứu rỗi của Chúa, bày tỏ ân điển của Chúa, là một cái nguồn phước cho các dân tộc khác, thì họ dựng nên những cái bức tường ngăn cách tất cả những người khác. Và chúng ta đọc tất cả những điều này chúng ta thấy ồ, người Do Thái thiệt là kỳ cục. Nhưng mà đôi khi chúng ta ngày hôm nay, hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng rơi vào tình trạng của người Do Thái. Chúa để hội thánh trên đất để làm gì? Mà chúng ta thấy trong văn đoạn 17 cái bài cầu nguyện của Chúa Giêsu, Chúa nói rằng là Chúa xin với Đức Chúa Cha đừng có cất con cái của Chúa đi. Chúa muốn họ ở tại đây để qua cái sự hiện diện của hội thánh của Chúa, con cái của Ngài trên đất này, người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa, về ân điển của Chúa, về tình thương của Chúa. Nhưng quý vị thấy rằng ngày hôm nay rất nhiều khi hội thánh của Chúa quên đi cái trách nhiệm của mình. Và hội thánh của Chúa ngày hôm nay nhiều khi tự tạo nên cái bức tường để ngăn cách mình với những cái người không tin Chúa ở bên ngoài. Và chúng ta nhìn những cái người không tin Chúa với một con mắt khác, chúng ta đối xử với họ bằng một cái cách khác. Chúng ta bước vào đây coi như là anh em chúng ta vui vẻ với nhau. Chúng ta bước ra ngoài kia, chúng ta nhìn họ, chúng ta suy nghĩ về họ những cái điều khác. Và rồi chúng ta dựng nên những cái bức tường rất là lớn. Tôi nhớ có một anh, anh ở một cái hội thánh, anh kể với tôi rằng là cái hội thánh của anh đang nhóm, hội thánh của anh là một thánh nhỏ lắm, quý vị biết, rất là nhỏ. Cái nhà thờ đó nó bằng cỡ chừng bằng cái phòng thông công của mình á, mà nó không có được rộng vậy, bề ngang nó nhỏ xíu à, nó chừng 3 thước trong ra nhỏ vậy. Nhà thờ nó cũng là một cái nhà thờ trong khu vực nghèo thôi chứ không phải khu vực giàu gì hết trơn á. Nhưng mà một ngày nọ có một cái người bước vô nhà thờ, đi nhà thờ. Ồ, đó là một người không biết, anh ta là cái người không có nhà ở, anh ta bụi đời hay sao không biết nữa. Anh ta mặc một cái quần sọt, anh ta cởi trần mà người dơ dáy lắm, người ta bước nhà thờ. Và khi anh ta bước vô hội thánh một cái đó, thì mình không biết là bởi cái hình dạng của anh hay là bởi một cái mùi hương nào đó từ cơ thể ông bốc ra hay là bởi một cái điều gì đó mình không biết. Nhưng mà cả hội thánh quay lại dòm ổng. Và họ dòm đến nỗi mà anh á, anh ngồi không được, anh phải bước đi ra, anh đi về. Người ta nhìn một cái người bước vô hội thánh với một cái nhìn hoàn toàn khác. Người ta cho rằng đó không phải là cái người xứng đáng với sự thờ phượng, đó không phải là một cái người đáng để nhận được sự cứu rỗi hoặc bất cứ một cái lý do gì đó. Nhưng mà có những cái rào cản, có những cái bức tường mà hội thánh Chúa dựng nên giống như người Do Thái vậy. Thay vì Chúa muốn mình vươn ra ngoài để mà đem người khác vào, thì dường như mình đứng ở trong nhà thờ, mình mở một cái cửa nhỏ nhỏ, mình quắc vô. Mình tới mình coi mặt mũi nào đẹp đẹp cho vô, nào mấy đẩy ra này hay là vô, mình quắc ai tới tới, không tới thì thôi. Dừng lên những cái bức tường mà mình lên án người Do Thái. Nhưng đây là cái bài học cho mình. Thành ra sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ với nhau về cái điều đầu tiên trong cái phân đoạn này. Thứ nhất, Phaolô cho biết cái tình trạng của dân ngoại, hay nói đúng hơn là tình trạng của chúng ta trước đây. Tại vì trước khi chúng ta tin Chúa đó, thì người Do Thái gọi chúng ta là gì? Mình cũng dân ngoại chứ mình đâu có ngon lành gì đâu, phải không? Mình cũng không đáng cái gì hết trơn á, mình cũng là dân ngoại. Và Phaolô cho chúng ta nhìn thấy cái tình trạng hết sức bi đáng của dân ngoại trước khi Chúa Giêsu đến và làm một cái sự giải hòa. Ông nói ở trong câu thứ 11 rằng:
Vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước. Cái điều đầu tiên mà cái tình trạng của dân ngoại ở trong quá khứ trước khi Chúa Giêsu đến chịu chết và phục sinh, đó là những người được gọi là những người không chịu cắt bì. Ồ, cái gì chúng ta nói rằng là trước đây khi Chúa đến mình ở trong tình trạng không chịu cắt bì thì đâu có cái chuyện gì xảy ra đâu, không chịu cắt bì với cắt bì cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta trở về với Hội Thánh, với Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng cắt bì là gì. Cắt bì nó là một cái dấu hiệu bên ngoài mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham, trong cái giao ước mà Đức Chúa Trời lập với Abraham, để bởi cái dấu hiệu bên ngoài đó mà người ta nhận biết những người thuộc về giao ước với Ngài. Đối với người Do Thái đó, thì cái người cắt bì chứng tỏ rằng người đó thuộc về con cháu Abraham. Hay nói cách khác, khi mà người Do Thái nói một người rằng là ông hay bà là những người không chịu cắt bì, có nghĩa là ông hay bà không thuộc về tuyển dân của Đức Chúa Trời. Thành ra cái câu nói rằng là anh em hãy nhớ rằng những kẻ xưng mình là chịu cắt bì trong xác thịt gọi anh em là người không chịu cắt bì, cái câu nói nó đơn giản, không có nghĩa rằng là anh có cắt bì hay không cắt bì, mà cái câu nói nó có nghĩa rằng là anh không thuộc về chúng tôi, anh không thuộc về tuyển dân. Mà không thuộc về tuyển dân, không thuộc về Đức Chúa Trời là không có sự cứu rỗi. Nhưng ở đây chúng ta lưu ý một điều, đây là một cái sự nhầm lẫn của dân Do Thái mà sứ đồ Phao-lô đã chỉ ra. Ông cho biết rằng người Do Thái hoàn toàn hiểu lầm về ý nghĩa của sự cắt bì. Ông nói trong cái câu, trong câu 11 đó, ông nói rằng đó là những kẻ tự xưng mình là kẻ chịu cắt bì. Họ nghĩ rằng họ là kẻ chịu cắt bì và bởi vậy họ thuộc về Chúa qua cái nghi lễ này. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta thấy rằng là người Do Thái cũng như người ngoại bang, tất cả đều đang xa cách Chúa. Và chúng ta đã học điều đó ở trong cái tuần cách đây 2-3 tuần, khi chúng ta học đoạn 2 từ câu 1 đến câu thứ 10 phải không? Ở trong câu số 3 thì nói rằng chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Sứ đồ Phao-lô nói rõ ràng như vậy, chúng ta là ai? Là ông và những người Do Thái. Tất cả chúng ta đều ở trong số ấy. Nhưng họ lại dựa vào trong những cái nghi lễ mà mình nhận được mà cho rằng mình thuộc về Chúa. Ồ, rất nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay nhiều khi cũng nói về những người khác giống như là những người chưa làm báp têm, những người chưa giữ các nghi lễ gì trong hội thánh. Nhưng chúng ta không thấy một điều rằng là cái điều mà chúng ta thuộc về Chúa không phải là cái thánh lễ báp têm làm cho chúng ta thuộc về Ngài. Đó chỉ là một cái dấu hiệu bên ngoài để chứng nhận cái đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa. Chứ nó không làm cho chúng ta trở nên Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta dựa vào những cái nghi lễ đó để mà chúng ta xét đoán. Cũng giống như người Do Thái nói người ngoại bang rằng đó là người không chịu cắt bì. Cái điều thứ nhì á, mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây, trước khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, người ngoại bang là người không có đấng Christ, phải không? Và ông nói trong câu thứ 12 rằng hãy nhớ lại rằng trong thợ đó anh em không có đấng Christ. Hãy nhớ lại rằng trong thợ đó anh em không có đấng Christ. Không có đấng Christ thì sao? Người ngoại bang không có đấng Christ thì sao? Chết chóc gì không? Ồ, chúng ta phải thấy cái ý nghĩa của cái việc không có đấng Christ. Đấng Christ hay là Messiah trong cái ý nghĩa của người Do Thái đó là đấng chịu sức giọng. Và người Do Thái luôn luôn có một cái niềm hy vọng về cái sự đến của đấng Messiah. Chúng ta thấy rằng họ ở trong cái thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của họ, họ vẫn tin tưởng rằng có một ngày đấng Messiah sẽ đến. Và khi mà đấng Messiah sẽ đến á, sẽ đem lại một cái sự giải cứu cho dân Israel. Họ có một cái niềm hy vọng. Và ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng trước khi Chúa Giêsu đến á, người ngoại bang không có đấng Christ. Có nghĩa là gì? Điều đó đồng nghĩa rằng người ngoại bang không có niềm hy vọng này. Lịch sử của dân ngoại là lịch sử của sự bế tắc và tuyệt vọng. Bởi vì không có đấng Christ. Người ta có một cái niềm hy vọng nơi sự đến của đấng Messiah. Người ngoại không có niềm hy vọng này. Lịch sử của dân Do Thái là lịch sử của hy vọng. Họ có bị lưu đày, họ có bị phân tán trên toàn thế giới, họ vẫn có một lịch sử hy vọng. Và quý vị thấy cho tới bây giờ lịch sử của họ vẫn là lịch sử của sự hy vọng. Nhưng tất cả các dân tộc ngoại bang không có cái lịch sử này. Thế giới sẽ đi về đâu? Đó là một cái sự bế tắc và tuyệt vọng. Và chúng ta thấy dân tộc Việt Nam của chúng ta, cái lịch sử dân tộc chúng ta cũng là một cái lịch sử đen tối và bế tắc. Trải qua mấy ngàn năm chiến tranh phải không? Bây giờ hết chiến tranh rồi, cuối cùng cái lịch sử dân Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu? Mà không chỉ Việt Nam đâu, tất cả những dân tộc không có cái sự cứu rỗi nơi Chúa
lịch sử của họ là một cái lịch sử của sự đen tối, sự bế tắc và tuyệt vọng. Thành ra trong cái đại lễ 100 năm Tin Lành của Việt Nam đó, một trong những điều mà tôi thấy, tôi nhớ một cái câu nói, một tôi tới Chúa nào đó nói rằng chúng ta phải cầu nguyện để lịch sử của Việt Nam phải là lịch sử của Tin Lành. Chúng ta phải cầu nguyện, phải thay đổi cái lịch sử của Việt Nam. Lịch sử Việt Nam bây giờ là lịch sử không có Đấng Christ. Và chúng ta phải cầu nguyện, bởi vì Tin Lành là đến Việt Nam 100 năm rồi. Chúng ta phải làm sao để Tin Lành ảnh hưởng đến đất nước chúng ta. Và sau này khi người ta nói về lịch sử của nước Việt Nam, người ta phải nói đến lịch sử của Tin Lành. Mà nếu như không có Đấng Christ, không có niềm hy vọng. Nhưng nó còn nặng hơn một cái chỗ khi mà Phao-lô nói rằng người Do Thái cho người ngoại bang là không có Đấng Christ. Nó còn có một cái ý nghĩa nữa, đó là khi mà người ta không có Đấng Christ, có nghĩa là người ta không nhận được những cái đặc ân thiêng liêng mà Chúa ban cho dân của Ngài. Và nếu chúng ta đọc trong Ê-phê-sô đoạn 1, phải không? Câu 3 nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta học đoạn 1 với nhau một lần rồi. Xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ các thứ phước thiêng liêng. Nghĩa là khi người dân ngoại không có Đấng Christ thì con người đó, dân tộc đó, đất nước đó không nhận được những cái ơn phước thiêng liêng được ban cho chỉ ở trong Đấng Christ. Hay nói đấy là điều, những cái điều mà nó nói lên một cái tương lai hết sức là u ám đối với dân ngoại. Và ở đây nó còn mang một ý nghĩa nữa, dân ngoại không chỉ là không ở trong Đấng Christ, mà dân ngoại hay là dân ngoại không ở với Đấng Christ, nhưng ở đây Phao-lô nói rằng họ bị phân rẽ khỏi Đấng Christ. Họ bị phân rẽ khỏi Đấng Christ có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngay cả cái ước muốn đến với Đấng Christ cũng không có luôn. Quý vị thấy đây là cái lời kết luận rất là nặng nề của người Do Thái đối với người không phải người Do Thái. Tôi không phải là người tin Chúa, nhưng tôi có cái lòng để đến với Chúa, phải không? Nhưng mà Phao-lô nói rằng người ngoại bang á, tức là chúng ta trước ngày khi Chúa Giê-xu đến và chịu chết á, thì ngay cả cái ước muốn đến với Chúa chúng ta cũng không có luôn. Có nghĩa là chúng ta không có một cái cơ hội nào để chúng ta được cứu. Dân ngoại bang không có một cơ hội nào để được. Và đó là cái tình trạng của dân ngoại hay của chúng ta ở trong quá khứ. Cái điều thứ ba, sứ đồ Phao-lô nói rằng là chúng ta là cái người ngoại quyền công dân ở trong Israel. Và chúng ta thấy trong câu 12 tiếp tục nói là gì? Trong thời đó anh em không có cái quyền công dân trong Israel. Trong thời đó anh em không có cái quyền công dân trong Israel. Dân Israel là một dân tộc đặc biệt. Bởi vì sao? Người ta gọi dân Israel là dân thánh. Mà cái chữ thánh đó, nó có nghĩa là biệt riêng đây. Dân Israel được biệt riêng ra so với toàn bộ các dân tộc khác. Bởi vì sao? Cái điểm khác biệt lớn nhất của Israel đó là các dân tộc khác đều có những cái chế độ chính trị cai trị họ. Có người có chế độ về quân chủ, có người có chế độ về dân chủ, không? Có những cái chế độ khác nhau. Nhưng đặc biệt người Do Thái, điều gì biệt riêng họ ra? Họ ở dưới cái chế độ thần quyền Đức Chúa Trời cai trị trực tiếp họ, chứ không ở trong một chế độ. Đó là điều rất là đặc biệt. Chính vì cái điều đó mà Thi Thiên, tác giả Thi Thiên 33 câu 12, ông nói rằng là nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp cho mình, có phước thay. Và ông nói câu đó để làm gì? Để ông xác định rằng dân Do Thái là dân có phước. Bởi vì sao? Bởi vì dân đó có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình và được Ngài chọn làm cơ nghiệp. Và khi nói rằng những người ngoại bang là những người ngoại quyền công dân Israel, họ mất cái phước này, cái phước được Chúa cai trị trong cuộc đời. Cái điều kế tiếp mà ông nói về người ngoại bang là gì? Ông nói rằng họ không tham dự vào giao ước của lời hứa. Ở trong câu 12 chúng ta thấy rằng trong thời đó anh em chẳng dự vào giao ước của lời hứa. Giao ước này là giao ước gì? Đó chính là giao ước mà Đức Chúa Trời thiết lập với Abraham để ban phước, để bảo vệ dân Ngài. Họ không tham dự trong giao ước này, có nghĩa là họ không được Chúa ban phước, họ không được Chúa bảo vệ. Và điều cuối cùng ông nói về cái tình trạng của dân ngoại trước khi Chúa Giê-xu chết và phục sinh là gì? Đó là họ không có hy vọng và họ không có Đức Chúa Trời. Ở trong câu 12 cho chúng ta biết rằng trong thời đó anh em không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Không có sự trông cậy, không có Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhìn thấy một điều, đó là cái lý do mà con người tuyệt vọng và cứ mãi đi tìm một cái niềm hy vọng để mà sống. Hôm bữa tôi cũng mới nói chuyện với một người, tôi nói rằng là
mình nói với nhau á, Chúa là cái lẽ sống của mình, tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Người không tin Chúa có nói câu đó không? Người không tin Chúa có biết là tiền không đem lại hạnh phúc không? Người ta cũng nói với bài hát thơ rồi người ta cũng nói ào ào. Người ta nói là tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Nhưng mà người ta có đi kiếm tiền không? Kiếm gần chết luôn. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà đánh mất cái nó đi là người ta không còn cái hy vọng gì để người ta sống nữa hết trơn á. Người ta phải có một cái hy vọng, cái mục đích để người ta nhắm vô. Cho dù người ta biết rằng cái mục đích đó, cái hy vọng nó là ảo tưởng, là không có thật, người ta vẫn phải nhắm vô đó. Phải không? Người ta vẫn phải nhắm vô thôi. Sáng nay ngồi trên xe, Minh Thi nói với tôi, ba hôm qua con khác, nay con khác. Ý nó nói hôm qua nó đẹp hơn hôm nay. Tôi nói với nó, tôi nói con thấy không? Rất đẹp là hôm nay mai nó thay đổi à. Người ta biết chứ, người ta biết, ai cũng nói rằng là ai cũng ca tụng cái sắc đẹp tâm hồn hết phải không? Không ai nói là cái sắc đẹp bên ngoài là quan trọng hơn cái sắc đẹp tâm hồn. Nhưng mà tiền mà để đầu tư cho sắc đẹp tâm hồn thì ít à. Chứ tiền mà để đi sửa mũi cắt mắt với lại bơm môi thì nhiều khi nhiều hơn là tiền đi lo cho cái sắc đẹp tâm hồn phải không? Tại vì sao như vậy? Tại vì nếu mà không còn bấu víu vô cái đó nữa thôi, người ta không còn gì để người ta sống nữa hết. Biết rằng là làm chút nó cũng vậy thôi, chứ nó cũng gì đẹp hơn được chút, nhưng mà tới lúc nó cũng xấu thôi. Nhưng mà không làm thì là không còn cái gì hy vọng nữa hết trơn á. Thành ra đó là cái tình trạng của con người. Người ta không có Chúa, người ta không có gì thì người ta hy vọng hết. Thành ra thôi thì tiền bạc, thì sắc đẹp, thì danh vọng, thì địa vị là những cái mà người ta châu đầu vào, người ta kiếm, cho dù người ta biết rằng nó không có thật. Đó là cái lý do mình nhìn tại sao người ta, ủa sao xung quanh mình, tại sao người ta kỳ cục vậy? Tại vì người ta không có. Và một cái nhà thần học, ông tên là ông William Hendrickson, thì ông nói cái tình trạng của dân ngoại bằng năm cái chữ mà nó có tận cùng bằng cái chữ less đằng sau. Cryless, stateless, friendless, hopeless, godless. Không có đấng Christ, không có cái quyền công dân, không có cái tình bạn hữu, không có bạn bè gì, tại vì gắt với dân Do Thái, không có niềm hy vọng, mà cũng không có Đức Chúa Trời, không có gì hết. Ông nói như vậy. Và chúng ta thấy điều đó là gì? Đó là trước khi biết Chúa đó, thì chúng ta bị phân cách ra với đấng Christ và với dân Ngài. Và tệ hơn nữa là sự thù hận trong chúng ta, mà ở trong sau này chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng sự thù hận trong chúng ta nó còn tạo ra những cái bức tường ngăn cách khác nữa. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta không chỉ ngăn cách dân Do Thái với dân ngoại, mà giữa dân ngoại với nhau á, người ta còn ngăn cách bởi cái chủng tộc, bởi cái màu da, bởi cái giai cấp nữa, phải không? Và chúng ta thấy một điều rằng ngay cả khi sau này, sau khi tin nhận Chúa rồi, thì những cái bức tường này dường như nó vẫn tồn tại, nó vẫn nằm ở đó thôi, chứ nó không mất đi đâu hết trơn. Chúng ta thấy giữa các hội thánh có bức tường gì? Có bức tường các hệ phái, đúng không? Giữa hội thánh vẫn có bức tường các hệ phái. Cái hệ phái để làm gì? Nó chỉ là những cái khác biệt nhỏ về mặt tổ chức, và Chúa có thể dùng mỗi hệ phái ở một cái vai trò khác nhau, nhấn mạnh đến một cái điểm khác nhau của phúc âm. Nhưng mà chúng ta lại phân cách nhau bằng các hệ phái. Chúng ta dòm nhau, chúng ta không coi nhau là anh em được. Phải không? Bởi vì thấy đó là cái rất dở. Và chúng ta thấy rằng, ngoài ra đó, chúng ta thấy rằng trong thơ Gia Cơ, ông đề cập đến cái bức tường của người giàu, người nghèo trong hội thánh. Ông nói có những người giàu bước vô thì sao? Được trân trọng mời lên hàng ghế trên ngồi. Có ông nghèo bước vô thì sao? Con cầu nguyện Chúa cho tuần sau đừng đi nhóm nữa. Tại vì đi nhóm thấy gánh nặng cho hội thánh quá. Nó có những cái bức tường ở trong hội thánh, Gia Cơ nói rõ ràng. Rồi bên đây lại có cái bức tường về văn hóa nữa. Có biết bao nhiêu thứ người ta vượt qua được. Mà tôi thấy nội bên đây, nội có cái là cái văn hóa ở bên đây thôi mà nó làm đổ vỡ biết bao nhiêu hội thánh. Già không chịu trẻ, trẻ không chịu già, hai người không chịu nhau, cuối cùng nghỉ nhóm hết, khỏe. Biết bao nhiêu thứ chuyện. Và trong hội thánh Chúa dựng nên bức tường ngăn cách. Và chính vì vậy mà Phao-lô nói gì với chúng ta trong câu 11? Phao-lô nói rằng hãy nhớ lại, anh em hãy nhớ lại, anh em hãy nhớ lại đi. Nhớ cái gì? Nhớ rằng nếu Chúa không cứu chúng ta không có gì hết. Chúa không cứu chúng ta cũng như bao nhiêu người khác, cũng chết trong tuyệt vọng và tăm tối thôi. Mà anh em hãy nhớ lại đi, nhớ lại đi, nhớ lại đi. Mỗi khi chúng ta nhớ lại điều đó, chúng ta có thể đến với người khác. Mỗi khi chúng ta nhớ lại điều đó, chúng ta có thể dung chịu nhau nhiều hơn. Chúng ta có thể chấp nhận nhau nhiều hơn. Chúng ta quên. Nhiều khi chúng ta giống như dân Do Thái vậy, ban đầu cũng chả là cái gì hết trơn. Khi Chúa cứu họ, Chúa lập họ thành một dân thì trở nên thống hận.
Chúng ta nhiều khi cũng vậy. Khi Chúa cứu, Chúa không cứu chúng ta cũng chả là cái gì hết. Chúa cứu chúng ta rồi, nhiều khi chúng ta lại hống hách vênh váo với nhau. Xin Chúa cho chúng ta thấy rằng, hãy nhớ lại, trước khi Chúa cứu chúng ta không có gì hết, không có Đấng Christ, không có cái quyền công dân của người Do Thái hay là dân sự của Chúa, không có một cái hy vọng nào hết và cũng không có Đức Chúa Trời. Tất cả đều không có. Hãy nhớ lại. Và bây giờ chúng ta nói đến cái điều thứ nhì, chúng ta thấy rằng có những bức tường ngăn cách dựng nên và chúng ta nói đến cái sự hòa giải đến từ Đấng Christ. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết gì trong câu 13? Kinh Thánh nói rằng anh em là kẻ mà trước đây là ở cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Trước đây thì cách xa mà bây giờ thì được gần rồi, phải không? Ông nói rất rõ điều đó ở trong câu thứ 13. Bây gần là gần, gần với ai, gần với điều gì? Và chúng ta thấy rằng Kinh Thánh trả lời cho chúng ta rằng chúng ta được đem lại gần với Chúa và gần với dân của Ngài. Chúng ta thấy từ ngay ở trong Cựu Ước ấy, người Do Thái có một cái ý tưởng rằng chỉ có dân Do Thái là dân gần Chúa thôi. Và trong Phục Truyền đoạn 4 câu 7 đó, Kinh Thánh viết rằng vả chăng há có dân lớn nào mà có cái thần mình gần như chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời gần chúng ta. Vì thế không? Ông Môi-se ông nói như vậy. Ông nói rằng là há có dân lớn nào mà các thần mình gần như chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời gần chúng ta. Ông nói rằng không có một cái dân nào mà Chúa ở gần hết trơn, chỉ có dân Israel. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa đó, bởi vì cái khải tượng mà Chúa ban cho Ê-sai ở trong 57 câu 19 kia, ông nói rằng Đức Giê-hô-va phán rằng ta sẽ dựng nên trái của môi miệng bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần, ta sẽ chữa lành cả. Ê-sai có một cái khải tượng mà Chúa, sự đến của Đấng Mê-sia là gì? Bình an cho kẻ ở xa và cho người ở gần. Và cái hình ảnh đó được Phao-lô nắm lấy và bày tỏ ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Trước anh em ở cách xa, hiện nay nhờ quyết Đấng Christ mà được gần. Nói một cách khác, thông qua Đức Thánh Linh và nhờ Đấng Christ mà chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Cha. Ở trong câu 18 nói rằng ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một Đức Thánh Linh. Nếu như chúng ta ở đây, chúng ta nói rằng chúng ta cùng được cứu bởi Chúa Giê-xu và có chung một Thánh Linh, thế thì tại sao vẫn có những cái bức tường dựa vào chúng ta? Chúa là Đấng đã đến để đem những kẻ ở xa trở nên gần. Và ngày hôm nay trong Chúa Giê-xu và bởi Đức Thánh Linh đồng trong một Thánh Linh, chúng ta có thể đến gần với Chúa Cha. Thế thì tại sao trong hội thánh của Chúa chúng ta nói rằng chúng ta được cứu trong huyết Chúa Giê-xu cùng một Thánh Linh trong chúng ta mà có sự phân rẽ? Thế thì tại sao giữa hội thánh này với hội thánh của các hệ phái khác cùng được cứu ở trong huyết của Chúa Giê-xu đồng một Thánh Linh mà lại có sự phân rẽ? Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ lại. Và chúng ta thấy ở đây tất cả sự hòa giải được thực hiện ở trong câu 13 nói rất là hay phải không? Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là ngày trước, cả ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ quyết Đấng Christ mà được gần rồi. Tại sao câu này lặp lại hai lần? Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ quyết của Đấng Christ mà được gần rồi. Tại sao ông lại nói đến cái chuyện trong Chúa Jesus Christ và bởi nhờ quyết của Đức Chúa của Đấng Christ mà được gần rồi? Ở đây nó có hai cái ý nghĩa. Khi ông nói rằng bởi quyết của Đấng Christ, ông muốn nói đến một cái sự kiện lịch sử Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá. Và khi nói đến sự kiện lịch sử Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá có nghĩa rằng ngay khi chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa, quyết của Chúa Giê-xu, thì chúng ta được đem đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời và dân Ngài ngay trong thời điểm đó. Nhưng nó chưa phải là tất cả. Một cái điều ông nói nữa rằng cái sự hòa giải ở trong Đấng Christ, trong Chúa Giê-xu Christ, ông nói đến cái sự liên hiệp với Đấng Christ trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta thấy một người sau khi tin Chúa rồi á, còn phạm tội không? Còn xấu không? Nếu như vậy thì Đức Chúa Trời có thể chấp nhận chúng ta không? Vì tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta mỗi trong cuộc sống mỗi ngày? Là vì sự liên hiệp của chúng ta trong Đấng Christ mỗi ngày. Chúng ta tin Chúa là bởi quyết của Chúa Giê-xu, ngay lúc đó Đức Chúa Cha nhận chúng ta. Nhưng cuộc sống mỗi ngày chúng ta vẫn vấp phạm. Nếu thế thì mỗi một ngày Đức Chúa Cha lại phải chấp nhận chúng ta, phải không? Và chấp nhận thông qua cái gì? Thông qua sự liên hiệp của chúng ta với Đấng Christ mỗi ngày. Chừng nào chúng ta như nhánh nho nằm trong gốc nho, chừng nào chúng ta còn ở trong sự liên hiệp với Đấng Christ, Đức Chúa Cha còn nhìn chúng ta thông qua Đấng Christ.
Và chúng ta phải nuôi dưỡng cái điều đó trong mối liên hệ với Đấng Christ mỗi một ngày sau khi quyết định tin Chúa của chúng ta. Và bởi quyết của Chúa khi chúng ta tin Chúa, bởi sự liên hiệp với Chúa trong cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta được cái sự giải hòa với Đức Chúa Cha và với dân sự của Chúa. Có ba điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta để đem chúng ta tới sự hiệp một. Thứ nhất, trừ bỏ luật pháp của các điều răn. Ở trong câu 15 phần A nói rõ điều đó phải không? Khi nói rằng đó là sự thù nghịch đã phân rẽ chúng ta, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Ở đây chúng ta đặt một vấn đề, chúng ta cùng suy nghĩ. Trong bài giảng trên núi đó, Chúa Giêsu từng nói rằng Chúa đến không phải để phá bỏ luật pháp mà để làm trọn luật pháp. Matthew đoạn 5:17 nói rõ ràng. Như vậy thì khi Phao-lô nói rằng là Chúa đến để trừ bỏ luật pháp đã chép thành điều lệ, ở đây nói đến cái gì? Một bên Chúa Giêsu nói rằng ta đến không phải để phá đổ luật pháp, một chữ một nét trong luật pháp cũng không được bỏ. Một bên thì nói rằng là Chúa đến để phá bỏ luật pháp. Chúng ta cần phải lưu ý, cái luật pháp mà Chúa Giêsu đề cập ở trong bài giảng trên núi đó là luật đạo đức. Đó là luật đạo đức. Mà ở đó Chúa muốn chúng ta không chỉ giữ gìn theo cái hình thức giống như người Pharisee mà còn theo tinh thần của luật đó. Nhưng cái luật mà Phao-lô đang đề cập chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 ở đây, đó là Phao-lô muốn nói đến cái phép cắt bì. Ở ngay câu 11 ông nói rằng những kẻ chịu cắt bì nói anh em không chịu cắt bì. Cái luật đó là cái luật lễ nghi. Mà bởi cái luật lễ nghi đó mà người Do Thái dựa vào cái luật lễ nghi này mà cho rằng mình được cứu rỗi, và sử dụng cái luật này giống như một cái rào cản đối với dân ngoại. Và Chúa đánh đổ cái luật lễ nghi. Chúa không bỏ cái luật đạo đức. Chúng ta phải giữ cái luật đạo đức, một chấm một nét cũng được bỏ. Nhưng mà dựa vào cái luật lễ nghi đó để mà cho rằng mình được cứu và ngăn trở người khác, đó là điều mà Chúa bỏ. Và đó là điều mà chúng ta cần phải thấy rằng Chúa Giêsu chắc chắn không xóa bỏ luật đạo đức. Đó là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho cái cuộc sống chúng ta, cho cái hành động của chúng ta mỗi ngày. Nhưng cái điều mà Đức Chúa Trời xóa bỏ đó là xem luật pháp giống như là con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Và chúng ta thấy một điều rằng luật pháp đã là rào cản giữa chúng ta, nhưng chỉ có đức tin hiệp nhất chúng ta. Hay là chúng ta thấy trong thời Hội Thánh đầu tiên đó, người ta lên án với nhau là cắt bì hay không, người ta lên án với nhau rằng là đức thức ăn này có tinh sạch hay không, phải không? Và chúng ta thấy rằng tất cả những cái luật cắt bì thức ăn tinh sạch lúc bấy giờ người Do Thái dựng nên là để ngăn trở nhau mà thôi, ngăn trở nhau. Và ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng có những cái hành động tương tự về cách thức thờ phượng, về nhiều thứ lắm, rồi chúng ta ra đủ thứ luật hết trơn á, cũng chỉ để mà ngăn trở nhau. Đó là cái điều Chúa không đồng ý. Chúa muốn chúng ta giữ luật đạo đức, con cái của Chúa phải sống như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Nhưng dựa vào những cái nghi lễ đó để mà xác định rằng người này được cứu hay không, chuyện nó bỏ. Chúng ta được cứu bởi quyết của Chúa Giêsu. Đức tin của chúng ta nơi quyết của Chúa, không bởi một cái nghi lễ nào. Nhưng sau khi tin Chúa rồi, sống như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và cái điều thứ nhất Chúa làm là xóa bỏ các luật pháp và chép thành điều răn. Cái điều thứ nhì là gì? Tạo nên một người mới. Và Kinh Thánh ghi cho chúng ta ở trong câu 15 phần B rằng như vậy khi làm cho hòa nhau rồi, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Đây là một ý tưởng hết sức là đặc biệt của sứ đồ Phao-lô. Người Do Thái cho rằng chỉ có mình được cứu, người ngoại không được cứu. Bây giờ Chúa Giêsu đến để hòa giải. Hòa giải rồi đó thì ai đến với ai? Người Do Thái đến với người ngoại hay người ngoại đến với người Do Thái? Và đây là cái ý tưởng hết sức đặc biệt của ông. Ông nói rằng về phương diện tiêu cực, Chúa Giêsu đã xóa bỏ bức tường ngăn cách giữa dân Israel và dân ngoại. Nhưng về phương diện tích cực á, thì Chúa tạo nên một con người mới. Không phải là người Israel bây giờ bỏ hết để giống như người ngoại, mà cũng không phải người ngoại ráng làm sao để giống người Israel. Cả hai hư mất hết. Bây giờ Chúa hình thành một con người mới. Chúa hình thành một cái dòng dõi mới. Chúa hình thành một cái người mới ở trong Chúa. Và cái người mới này không phải chúng ta thấy rằng chỉ là cái sự hiệp nhất của người Do Thái ngoại bang, nhưng nó còn là sự hiệp nhất của rất nhiều điều khác nữa. Sự hiệp nhất về giới tính, về địa vị xã hội, giống như Galati đoạn 3 câu 28 nói rằng tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gờ-rét, không còn người tối mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em hãy đều là một. Đừng có đọc câu này xong rồi kêu rằng Chúa Giêsu ủng hộ cho gay với lại lesbian.
không còn đàn ông như đàn bà. Không phải. Đàn ông cũng là đàn ông thôi, đàn bà cũng là đàn bà thôi. Nam cũng là nam, nữ cũng là nữ thôi. Đúng không? Điều này không có nghĩa là mọi sự khác biệt của con người hủy bỏ. Nhưng ở đây nói đến cái sự bình đẳng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Người Do Thái và người ngoại bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong hội thánh của Chúa, người Do Thái hay người ngoại bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, đàn ông với đàn bà bình đẳng của trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải đàn ông có giá trị hơn đàn bà. Ở trong hội thánh của Chúa, người lớn tuổi và thanh niên bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ở trong hội thánh của Chúa, người già người nghèo bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong hội thánh của Chúa, người có học hay là người không có học bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong hội thánh của Chúa, người ở giai cấp cao và người ở giai cấp thấp bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà Chúa xóa bỏ, tạo nên một người mới. Chúng ta cảm ơn Chúa tạo nên một người mới. Người ngoại không cần sống giống như người Do Thái, người Do Thái không cần phải sống giống như người ngoại, nhưng cả hai phải sống giống như một con người mới. Rất đặc biệt. Nhiều người một lần tôi nói với quý vị đó, nhiều khi chúng ta khổ cứ không biết phải sống theo Việt Nam hay sống theo Mỹ. Mình khổ, cái nước Việt Nam mình nó khổ suốt đời. Bây giờ cứ qua đây sống cũng sống không có yên nữa. Sống giống Việt Nam cũng bị chửi. Ví dụ rồi Việt Nam, qua Mỹ sống không được. Mà sống giống Mỹ quá cũng bị la. Cái này Việt Nam mà lai căng chứ hết muốn giống Mỹ. Giống ai vậy? Nó cũng khổ phải không? Ở trong gia đình mấy đứa nhỏ bị la hoài. Mấy người lớn cũng bị la mà đều không nghe thôi, tại vì nó la lén. Chứ đâu phải nó không la. Cảm ơn Chúa một điều, Chúa cho chúng ta một cái tiêu chuẩn mới. Một con người mới, một tiêu chuẩn mới. Chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Chúng ta cư xử với nhau theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Đó là nền tảng của chúng ta. Chúng ta không cần phải thay đổi theo ai hết trơn á. Chúng ta có một cái con người mới được dựng nên hiệp lần một. Và chúng ta có cái tiêu chuẩn là lời. Và Chúa nói với chúng ta là Chúa Giêsu đã làm gì? Xóa bỏ cái điều răn, làm thành luật lệ, tạo nên một con người mới. Và điều thứ ba Chúa làm, đó là Chúa đem cả người Do Thái và người ngoại bang đến với Đức Chúa Trời. Câu thứ 16 ghi rằng: vì bởi thập tự giá Ngài đã đem cho sự thù nghịch bị tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một đề hệ mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng là Chúa không chỉ đem người ngoại bang đến với Đức Chúa Trời, mà Chúa cũng đem người Do Thái đến với Đức Chúa Trời nữa. Và chúng ta cảm ơn Chúa, mọi người đều là tội nhân, mọi người đều là cần Chúa. Và cái kết quả của cuộc đời của những người được đem đến với Chúa là gì? Đó là sự thù nghịch bị tiêu diệt. Chúa đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt. Quý vị thấy không? Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 19, Chúa cho Phi-e-rơ cái chìa khóa của nước thiên đàng, đúng không? Chúa cho Phi-e-rơ chìa khóa của nước thiên đàng. Và trong ngày lễ ngũ tuần, trong công vụ đoạn 2, ông dùng cái chìa khóa đó, ông mở cửa thiên đàng cho người Do Thái. Người Do Thái ghét người Samari vô cùng tận. Người Do Thái khinh thường người Samari vô cùng tận. Nhưng đến công vụ đoạn 8, chỉ từ công vụ đoạn 2 đến công vụ đoạn 8 thôi, sứ đồ Phi-e-rơ cầm cái chìa khóa nước thiên đàng đó tới Samari và mở cửa tin lành cho người Samari. Ông xóa bỏ sự thù nghịch của người Do Thái với người Samari, mở cửa thiên đàng cho người Samari. Và tiếp đến, người Do Thái coi người ngoại không là cái gì hết trơn á. Và đến công vụ đoạn 10, Phi-e-rơ cầm cái chìa khóa nước thiên đàng đó đến nhà của cọt này là một người ấy, xóa bỏ sự thù nghịch của người Do Thái với người ấy, người ngoại bang, mở cửa thiên đàng cho người ngoại bang. Và ở trong Chúa, một trong những cái kết quả đầu tiên khi mà cả hai làm hòa thuận với Đức Chúa Trời, đó là sự thù nghịch bởi tiêu diệt. Và tôi thấy cảm ơn Chúa trong cuộc đời của mình. Tôi thấy có những người tin Chúa rồi á, họ có những người làm chứng rất đặc biệt. Họ thù ghét một người kinh khủng khiếp lắm. Nhưng khi họ tin Chúa rồi thì điều đầu tiên họ làm là gì? Đi đến mà làm chứng cho người kia tin Chúa. Các bức tường lập tức bị đổ. Lập tức bị đổ. Và tôi thấy rằng là ở trong cái đời, cuộc đời của tôi, khi tôi hầu việc Chúa với thanh niên đó, một trong những cái điều mà các em thanh niên khi mà nó thật sự nó tin nhận Chúa, nó ăn năn trước mặt Chúa, quý vị biết là làm gì không? Nó trở về để nó xin lỗi ba mẹ. Bình thường nói với ba mẹ nó ở trong gia đình giống như một cái bức tường vậy. Nó không thấy cái gì thích thú ba mẹ nó. Nó lên án ba mẹ nó đủ thứ. Nhưng mà một khi nó đã làm hòa với Đức Chúa Trời rồi,
rất nhiều các em thanh niên ở hội thánh tôi làm chứng là điều đầu tiên các em về là gì? Làm hòa lại với cha mẹ. Cái bức tường của thế hệ, bức tường của thành kiến bị xóa bỏ. Ồ, quý vị ơi, ở trong hội thánh của Chúa cũng vậy, ở trong gia đình cũng vậy. Có những vợ chồng nằm chung giường nhưng mà giữa hai người có một bức tường. Nhiều khi bức tường nó chỉ là cái gối cho em dính giữa thôi. Có ở đây có hai chồng nào ngủ có cái gối cho em dính giữa không? Bà không được lấn qua tôi, ông không được lấn qua tôi. Cái tường đó là cái gối nhưng mà nhiều khi bỏ cái gối nó đi không được. Phải không? Nó là cái gối mà bỏ không được. Ngủ không bao giờ thấy mặt nhau, chỉ thấy hai cái lưng dòm nhau thôi. Cái gối thôi, nhưng mà không bao giờ dòm nhau được. Ở trong gia đình, ở trong hội thánh cũng vậy. Nhiều khi một cái thành kiến nào đó của mình nói ra lập tức thành một cái bức tường. Cái bà đó, bà là như vậy, là từ đó mình dựng cái tường xung quanh bà, mình không bao giờ mình dòm. Cái ông đó, ổng là như vậy, dựng lên một cái bức tường. Và xin chúng ta nhớ một điều, nếu chúng ta thật sự tin nhận Chúa thì cái điều đầu tiên Chúa làm là gì? Sự thù nghịch bị tiêu diệt. Sự thù nghịch bị tiêu diệt. Chúng ta cảm ơn Chúa về những gì mà chúng ta học trong buổi sáng hôm nay. Và kết luận, chúng ta nhớ một vài điều sau đây. Xin Chúa giúp cho chúng ta phá bỏ những cái rào cản giữa chúng ta với người khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta phá bỏ những cái rào cản về chủng tộc, về màu da, về giai cấp xã hội, về hệ phái, về sự giàu nghèo, về địa vị. Xin Chúa cho chúng ta bỏ những cái điều đó khỏi cuộc đời chúng ta và khỏi hội thánh của Chúa. Và chúng ta thấy rằng khi nào chúng ta còn nắm giữ những cái rào cản này á, là chúng ta đang chống nghịch với cái công việc của Đấng Christ. Chúa chết trên thập tự giá để làm gì? Để đem tất cả hòa thuận với Đức Chúa Trời, mà chúng ta lại cứ đi dựng tường lên. Khi chúng ta duy trì những cái đó, có nghĩa là chúng ta đang chống nghịch với công việc của Đấng Christ. Và chúng ta hãy nhớ một cái điều cuối cùng này. Cái những cái rào cản này nó góp phần để khiến cho thế giới không nhận biết Chúa. Tôi nói thật với quý vị đó, nếu mà người không tin Chúa, người ta nhìn vô hội thánh mà người ta thấy hội thánh tùm lum hết trơn, làm sao người ta tin Chúa được? À, nhiều khi quý vị có bạn bè, quý vị nói với bạn bè về hội thánh á, nhiều khi không nói được tiếng tốt nữa hết, toàn nói tiếng xấu không. Mệt rồi. Rồi chúng ta họ nhìn vô thấy hội thánh Chúa gì đâu á, tường không là tường, người ngồi góc tường không, thì làm sao mà người ta tin Chúa? Và chúng ta hãy thấy rằng là nhiều khi chính chúng ta phân cách mình, chúng ta không đến với người ngoài. Thành ra xin Chúa dạy cho chúng ta bài học nay rất nặng về phương diện giáo lý, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta nhìn thấy cái tình trạng trước khi Chúa chịu chết vì tội chúng ta hoàn toàn bế tắc và đen tối. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những điều Chúa làm ở trên thập tự giá, xóa bỏ các điều lệ được chép thành những điều răn, chép thành điều lệ, tạo nên một con người mới và đem tất cả chúng ta đến với Chúa và đến với nhau, không còn bất cứ nào. Và xin Chúa cho chúng ta sống thực hiện được điều đó. Mỗi chúng ta đều biết rằng mình đang dựng tường ở đâu. Không ai biết được đâu, mình biết. Sáng hôm nay trong ơn của Chúa, xin Chúa cho chúng ta phá bỏ những bức tường trong gia đình của mình, trong hội thánh của mình, trong tất cả những cái nơi khác. Xin Chúa cho chúng ta xóa bỏ bức tường, bởi vì Chúa đã chịu chết vì tất cả những điều này. Mời thánh tiếng lên chúng ta cùng nhau. Mọi người đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa dạy dỗ và nhắc nhở mình qua bài học sáng hôm nay. Là Chúa yêu dấu của chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa được chép trong Ephesians thứ 2, câu thứ 11 và câu 18 mà chúng con vừa mới học với nhau. Chúng con thấy được tình trạng của chúng con trước khi Chúa đến chịu chết vì chúng con. Tình trạng tối tăm. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cứu chúng con. Xin Chúa cho chúng con sống với lòng biết ơn Chúa mỗi ngày. Thì chúng con nhận ra rằng nếu Chúa không cứu chúng con cũng không có là gì hết. Thì rồi chúng con biết sống cuộc đời yêu thương, vươn ra đến những người xung quanh mình. Thì rồi chúng con có thể đem ân điển tình yêu của Chúa tuôn đổ đến những người xung quanh chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng dùng những cái lời nói, hành động của mình để trở nên những cái rào cản ngăn trở người khác đến với Chúa. Xin thương xót và cứu tất cả chúng con. Xin Chúa chúc phước cho hội thánh Chúa trong một tuần lễ tới. Thì rồi chúng con đi đâu làm gì, chúng con cũng ý thức được cái vai trò của chúng con, chứng nhân cho Chúa, sứ giả cho Ngài trên đất này.